Rồi các bạn chú ý này, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp vào phần tiếp theo của trong giá trị của AI. Thì buổi trước mình đã nói cho qua cho các bạn về giá trị về AdBlock, được chưa? Đúng chưa? Rồi AdBlock nó có thể làm cái gì? Hôm nay thì mình sẽ nhắc lại kiến thức cho bạn một tí bằng cách tập file chúng ta tập lết đi. Và cái thứ hai, ngoài cái việc AdBlock ra thì mình cũng có một vài những cái giá trị khác, nó sẽ liên quan đến bạn vẽ một hình chân dung, đúng không? Bạn vẽ một cái hình chân dung và chúng ta sẽ không phải sử dụng, chúng ta không có quá nhiều là cái kỹ năng về hội họa lắm, nhưng mà bạn có thể vẫn triển khai được. Hôm nay mình sẽ có một cái tính năng sau đây, ví dụ bạn file chúng ta chọn toilet, đây chúng ta có một cái hình. Thì sau khi mà mình có cái hình xong thì mình sẽ chọn vào hình, mình sẽ Ctrl C, Ctrl F, chúng ta sẽ có hai cái hình, được chưa? Rồi sau khi có hai hình xong thì mình sẽ thử áp dụng cái hiệu ứng cho nó xem. Ví dụ mình sẽ chọn vào cái hình này, thì trong cái giá trị về AI nó cũng sẽ có rất là nhiều các hiệu ứng giống như ở Photoshop ấy. Bạn chọn effect này hay là efilter ấy, nó giống nhau thôi. Thì có cái phần là effect gallery hay là filter gallery, thì trong này nó sẽ có rất là nhiều các hiệu ứng giống nhau, nó từ artistic các kiểu này này. Thì trong cái phần về styline nó sẽ có một cái hiệu ứng. Cái hiệu ứng này nó sẽ cho các bạn nhìn thấy ở đây, nó sẽ hiển thị cho tất cả những cái giá trị chúng ta, sẽ chỉ có hiển thị về nét thôi, bạn nhìn đúng không ạ? Những cái nét nó sẽ sáng lên. Bạn nắm được cái này chưa? Thì sau khi có nét sáng lên xong thì mình ấn OK thì lập tức cái hình này nó sẽ chuyển về chỉ có dạng nét thôi. Đó. Và khi cái dạng nét này này xảy ra thì nó sẽ có hai cái giá trị màu cho các bạn, một là màu trắng hay là màu đen, và ba là màu đỏ hay màu xanh xanh gì đấy. Thì có phải là nó sẽ tượng trưng cho giá trị là màu ghi không ạ? Nó sẽ không phải là trắng, không phải đen, thì nó sẽ chỉ gọi là ghi thôi, ghi sáng hơn, ghi tối hơn thôi, đúng không ạ? Thì sau khi mà mình có thể triển khai xong cái này thì mình cũng có thể là chọn Ctrl X, Ctrl X là cắt, được chưa? Mình chọn vào chính hình ảnh này, chúng ta sẽ chọn vào một giá trị là mặt nạ, chúng ta pick đúp vào đây, chúng ta chọn Ctrl Shift V, thì phải chúng ta sẽ paste cái hình đó vào đây không ạ? Bạn hiểu không ạ? Thì trong cái giá trị hình vừa rồi nhá, các bạn vừa làm có phải là cái đoạn này nó màu trắng không? Những cái nét là màu trắng không ạ? Thì nó sẽ là hiện hình, đúng không ạ? Trắng ở trong mặt nạ clip cũng chính là mặt nạ màu đen đấy, đúng không? Thì nó sẽ là hiện hình, những đoạn trắng nó sẽ hiện ra và hiện ra những cái đoạn mà hình gốc của nó có những cái giá trị ở màu vàng hay màu đen, thì đây cũng là một cách để cho bạn làm. Và đoạn này thì bạn nhìn thấy có phải màu đen không ạ? Đây mình quay ra ngoài, mình Ctrl Shift V cho bạn lần nữa để bạn sẽ hình dung nhé, có phải đoạn này nó màu đen không ạ? Chính xác chưa? Mình vừa Ctrl X đúng không? Ctrl Shift V lại paste tại đúng vị trí đó lên phía trên cùng. Rồi ở đây là đoạn này nó sẽ là những cái đoạn màu đen. Đấy. Màu đen. Bạn thấy chưa? Thì màu đen nó sẽ tượng trưng cho mất hình, thì có phải là những đoạn này nó sẽ bị mất không? Thì đây chúng ta sẽ có một cái giá trị về đường màu. Có chỉ có nét thôi. Và bây giờ thì mình sẽ chơi một cái trò như sau, chúng ta lại tích vào chính mặt nạ. Trong mặt nạ bạn chọn cho mình một giải về brush, ví dụ bạn chọn chính cái brush như này là cái này. Bạn nhìn cái này chưa? Có sẵn đúng không? Rồi cái đầu brush này thì bạn sẽ dùng là B, bạn vẽ. Ấn phím cap lock để nó hiển thị thành cái đầu bút cho các bạn dễ nhìn. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ bắt đầu vẽ thử. Bạn nhìn thấy có cái nét chưa? Nhìn thấy nét chưa? Rồi bây giờ mình muốn là cái nét này nó thành màu trắng này, có phải hiện hình không ạ? Chúng ta tích vào nét màu trắng. Chọn vào mặt nạ đúng không? Rồi mình sẽ vẽ thôi. Vẽ đâu thì nó sẽ hiện đấy. Ví dụ bạn tô này này. Đúng không? Thì những cái đoạn giữa nó sẽ hiện ra. Ví dụ bạn tô ra ngoài thì nó sẽ hiện ra những cái chỉ ở ngoài. Đấy bạn nhìn thấy không? Tôi bỏ clip nhá. Vẽ trắng thì có phải nó vẽ vào trong này nó sẽ hiện lên màu trắng không ạ? Đúng không ạ? Được, bạn cho nó to lên đi, cái nét nó to lên đi một xíu đi. Đây, thử màu. Đây. Mình xóa lại nha. Ctrl Shift V. Thì có phải đây là cái giá trị của bạn chúng ta cần làm không ạ? Thì bây giờ nếu mà bạn muốn là đổ màu cho một vài những cái giá trị màu của nó thì mình cũng có thể dùng một cái chiêu sau đây. Mình thoát hẳn ra ngoài mặt nạ nó đi. Chui hẳn ra đi. Được chưa? Mình vẽ một cái hình nữa to hơn được bằng đi. Bằng luôn nhá, cho nó đẹp. Cái thứ hai là mình có thể là sử dụng Shift X để cho nó một cái màu, ví dụ là màu nâu. Để dưới. Được chưa? Màu nâu nhạt đi. Trắng nữa đi. Trắng sáng nữa đi. Để mình nhìn thấy rõ cái nét. Đây bạn nhìn thấy nét chưa? Thì có thể là mình sẽ tích vào chính cái màu nâu này. Đây ạ. Ctrl 2 để chúng ta khóa lại cái hình nhá. Để chúng ta chọn chính màu nâu. Đây bạn có thể là tự chọn một cái giải pháp là chúng ta tạo ra một cái mặt nạ. Có đúng không? Và chúng ta lại dùng cái công cụ bút vừa rồi, chính là công cụ bút như này này. Để nhìn chưa? Để chúng ta vẽ thì nó sẽ hiện ra những cái màu. Bản chất là cái màu này nó là cái miếng màu nâu.
Còn nắm được chưa? Nắm được cái này chưa? To lên ạ, cái nét này có khi nó phải to lên một xíu thì nó mới đẹp. Chúng ta sẽ vẽ như thế này. Đấy, sẽ tạo ra những cái vết à. Bạn hiểu chưa? Và bạn muốn cái màu khác lên trên này thì bạn có thể là bạn lại đổ thêm một cái mảng màu khác lên và bạn bắt đầu vẽ vào trong mặt nạ thì sẽ hiện dần ra như kiểu chúng ta đang vẽ ra cái giá trị như này. Đôi khi là giả trong thật, thật trong giả, chúng ta sẽ làm một vài những cái giá trị B chúng ta vẽ. Được chưa? Vẽ lên thì nó sẽ đậm lên. Nắm được chưa các bạn? Đây cũng là một cái cách để chúng ta có thể triển khai nhá. Nó sẽ thành một cái nét bút chì của bạn có thể là ấy hơn nữa thì chúng ta có thể thoát hẳn ra ngoài. Chúng ta Ctrl 2, Ctrl 2 để mở khóa. Và bạn có thể chọn chính cái này, bạn chọn vào trong mặt nạ bạn vẽ thêm những cái nét bút chì. Bạn nhớ cái cách tạo ra nét bút chì buổi trước chưa? Bạn vẽ đè lên trên thì nó sẽ tạo những cái đường nét giả. Được chưa? Thì đây cũng là một cái phương án để mà chúng ta triển khai nhá. Và phương án này thì nó liên quan đến bài trước. Nắm được chưa? Rồi, thì hôm nay bài ngày hôm nay thì nó sẽ liên quan đến một cái giá trị nữa ở trong cái phần thiết kế, đó chính là một cái giá trị cái liên quan về giá trị bút ngẫu nhiên, nó chính là scatter brush. Các bạn ghi lại scatter brush. Scatter brush. Bút ngẫu nhiên. Rồi. Bạn ghi là bút xô lệch ngẫu nhiên cũng được, hoặc là chúng ta ghi đúng tên của nó là scatter brush. Đó, ok. Rồi thì đối với cái scatter brush này thì mình sẽ chọn một cái hình sau đây, mình sẽ vẽ ra một cái hình tròn, chúng ta chọn giá trị tròn màu trắng. Được chưa? Sau khi có màu trắng xong thì mình sẽ giảm cái giá trị này đi khoảng 50% hoặc 60% gì đấy. À, nó sẽ bị hơi bị mờ đi một xíu. Chọn chính hình này, Ctrl C, Ctrl F để paste lên phía trên và mình Shift X để đảo giữa nét và mảng. Cái nét này thì mình sẽ để cao lên với giá trị khoảng 90% gì đấy. Chúng ta đã có một cái giá trị là có một cái hình mờ mờ và có nét nó trắng. Sau khi làm xong mình sẽ quét qua cả hai đối tượng, mình sẽ chọn vào công cụ với brush. Bạn nhìn nhá, mình sẽ ấn cộng này hoặc bạn cầm cái này bạn ném thẳng vào đây. Được chưa? Hoặc bạn ấn cộng thì nó sẽ chọn ra scatter. Chúng ta ấn vào đây là hệ thống bút ngẫu nhiên. Được chưa? Rồi chúng ta ấn ok luôn. Rồi cái hình này chúng ta không cần nữa thì bạn xóa đi. Giờ để mà điều chỉnh cái hệ thống bút ngẫu nhiên này thì nó sẽ có như sau. Chúng ta sẽ dùng pen. Ví dụ bạn sẽ vẽ thứ nhất là ra một cái khung như này cho mình. Và mình sẽ đổi cho nó một cái màu là màu trầm một xíu. Đó. Cái thứ hai là mình sẽ dùng pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Và chúng ta tích vào đây một điểm. Ví dụ ở đây là một điểm, chúng ta Shift X để đảo giữa nét vào mảng và mình sẽ chọn cái nét này nó là màu trắng cho các bạn dễ hình dung. Sau khi có nét xong mình chọn vào nét, chúng ta chọn vào giá trị về scatter brush là chính là cái này đúng không ạ? Chúng ta tích vào đây một phát thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều cái hình tròn. Nó sẽ liền kề nhau. Mình giảm cái nét này xuống thì đồng nghĩa là cái việc hình tròn nó cũng sẽ bé xuống. Và đồng thời là cái hình tròn bé xuống thì cái số lượng nó cũng sẽ là nhiều lên để nó khít so với cái đường này. Và nắm chưa? Nó sẽ phải khít. Ví dụ bạn nhỏ nữa thì nó vừa tròn khung hình. Đó. Thì sau khi mà bạn làm xong được cái giá trị này và bạn muốn điều chỉnh được những cái nét này thì chúng ta cũng có quyền chúng ta tích đúp vào đây. Bạn nhìn tích đúp vào đây chưa? Tích đúp vào cái giá trị bút để điều chỉnh lại bút tiếp nhá. Tích đúp vào đây ạ. Sau khi tích đúp vào xong thì mình sẽ tích vào một cái tính năng, nó là preview. Preview là chúng ta xem trước xem cái bút đấy nó sẽ thay đổi như nào nếu chúng ta điều chỉnh một những cái trong những cái thông số sau đây. Ví dụ ở cái phần này chúng ta sẽ có những cái khoảng cách là size, đó là kích cỡ. Size là kích cỡ. Spacing nó chính là cái khoảng cách giữa các hạt. Spacing là khoảng cách giống Photoshop thôi. Scatter là độ xô lệch, độ ngẫu nhiên. Và rotation chính là cái độ xoay, rotate đấy ạ. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có kích cỡ này, độ xa gần này, độ xô lệch này và độ xoay. Vậy thì khi mà để vào fix này thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh lên một xíu thì nó sẽ có cái độ là size là to nhỏ khác nhau. Ví dụ đây là nhỏ, đây là to, đúng không ạ? Và đây là gần hơn và đây là xa hơn. Ví dụ bạn nhìn thấy chưa? Thì chúng ta có thể điều chỉnh. Tiếp theo là cái độ xô lệch. Ví dụ bạn điều chỉnh này thì nó sẽ lệch xuống dưới, còn điều chỉnh cái này thì nó sẽ lệch xuống trên. Nắm được chưa? Tiếp theo rotation thì tất nhiên là đây là hình tròn nên bạn điều chỉnh cái này chắc chắn sẽ không thay đổi đâu. Và tiếp theo thì trong cái tính năng này nó có một phần nữa bạn có thể chỉnh xuống random. Random là gì ạ? Nó là ngẫu nhiên. Thì ngẫu nhiên nó sẽ có hai trường hợp. Ví dụ bạn có thể mình sẽ chỉnh tất cả giá trị này về 100 cho các bạn dễ hình dung. Chỉnh hết về 100 nhá. Ok, thì sau khi mà mình chỉnh 100 xong thì cái giá trị nó đang ở cái mức gọi là mức bình thường.
gì đến mức bình thường chưa? Không, thì giá trị này là không ạ. Đây ạ. Đây là giá trị bình thường. Nếu mà chúng ta để bắt đầu để những cái giá trị về random ở đây, ví dụ là như thế, size chúng ta sẽ cho nhỏ đi một xíu, thì có phải là cái này sẽ nhỏ không ạ? Bạn nhìn chưa? Có những hạt nhỏ nhưng cũng sẽ có những hạt to. Bạn kéo lên cái này anh chị, nó sẽ có những hạt to. Đó. Rồi chúng ta có thể cho nhỏ nữa đi ạ. Cái thứ hai là cái độ khoảng cách, chúng ta có thể kéo cái này nó nhỏ lại thì không có cách là nó gần hơn, hoặc chúng ta kéo cái này cao lên thì khoảng cách nó giãn. Bạn nhìn thấy chưa? Thì nó sẽ tạo ra cái sự ngẫu nhiên. Đây là một cái sự ngẫu nhiên. Và cái sự ngẫu nhiên này nó đôi khi nó sẽ ăn đứt những cái sự tính toán của các bạn. Đó, bạn để càng nhiều thì cái biên độ nó sẽ càng lớn. Biên độ dao động nó càng lớn, mà mình sẽ để một cái biên độ nó là vừa phải. Rồi tiếp theo về cái scatter, nó chính là độ xô lệch. Ví dụ mình sẽ chỉnh như này, xuống đúng không? Xuống thì cũng phải có chỉnh là lên, thì chúng ta có lên xuống xô lệch. Tiếp theo nữa rotation thì mình không chỉnh nữa, ấn preview để xem trước. Đấy, thì sau khi làm xong thì mình sẽ ấn OK, chúng ta sẽ apply, lập tức chúng ta sẽ có một cái dạng nét mới. Bạn sẽ, nếu bạn không thích cái dạng này, chúng ta sẽ tích vào đây để chúng ta có dạng nét, tích vào đây để có dạng, tích vào đây để có dạng thay đổi. Nắm được chưa? Chúng ta sẽ tích đúp vào đây ạ. OK, bạn sẽ kéo cái này nó sẽ vừa phải thôi, để cho nó không bị xô lệch nhiều quá, kéo nó nhỏ lại một xíu. Đấy, tùy theo cái hình của bạn thôi. Cái hình của bạn mà nó bị to hay nhỏ quá thì chúng ta cần phải điều chỉnh theo cái đúng dụng ý của chúng ta mong muốn. Ví dụ bạn tích thế này, tích thế này, tích thế này, được chưa? Thì sau khi mà làm xong thì mình cũng có một cái chiêu là chúng ta sẽ hòa trộn rất là tốt trên cái nền này nhiều màu. Ví dụ bạn chọn là nền, chúng ta ấn X để chọn là màu, chọn vào cái bảng màu, chúng ta tích vào đây và chúng ta chọn là gradient và chúng ta chọn vào cái này. Bạn nhìn chưa? Chọn vào đây để ra cái gradient nhiều màu. Ấn G để chúng ta kéo như thế này, lập tức là chúng ta đã có một giải màu có sẵn của chương trình thôi. Tất nhiên bạn có thể lên trên mạng kiếm được rất nhiều giải còn đẹp hơn như này rất nhiều. Chúng ta tích vào đây. Thì trong cái giá trị mà khi mà bạn chọn gradient nhiều màu, bạn cũng có quyền để chúng ta lựa chọn một giá trị là overlay. Overlay nó chính là cái giá trị về là tươi màu. Bạn nhìn chưa? Thì màu nó sẽ có cái thay đổi theo sắc độ từng khuôn màu một. À, mình không thích cái này thì mình có quyền là mình đó được chọn vào. Đây mình có thể thay đổi. Nắm được chưa? Nếu như bạn cảm thấy cái hạt này cái độ dày của nó ít quá, Ctrl C, Ctrl F, chúng ta sẽ có hai lớp, chúng ta tích vào đây thì lập tức nó sẽ có thể thay đổi thêm. Được chưa? Bạn nhìn chưa? Nó sẽ ra một cái nền background khá là hay để các bạn có thể làm. Đó. Thì đây là cái cách mà bạn có thể tạo ra những cái hạt điểm hạt ở trong phần tạo ra bố cục. Bạn nhìn thấy chưa? Đôi khi mà bạn tạo ra một cái bố cục, ví dụ ạ, chúng ta sẽ cho cái giá trị này nhỏ xuống một xíu, kéo xuống đây ạ. Rồi giữ phím an, chúng ta copy ra đây để chúng ta sẽ có hai giá trị. Ví dụ như cái giá trị thứ hai này thì đối với giá trị này thì mình sẽ vẫn copy được giá trị này xuống thôi, mình không để hòa trộn nữa, để normal. Nhìn chưa? Thì ở đây mình cũng có quyền là chọn chính vào cái này. Thấy chưa? Mình chọn chính vào cái này. Đó, thì bây giờ mình, các bạn đồng ý là mình có một cái này đúng không ạ? Đúng chưa? Bây giờ mình chọn vào cái hình gradient, chúng ta chọn Ctrl X. Cái chỗ này là cắt. Đây, kéo hẳn ra đây cho bạn dễ nhìn nhé. Ctrl X là cắt. Chính xác chưa? Bây giờ còn lại cái này đúng không ạ? Chúng ta tích vào cái này. Chúng ta tích đúp vào đây để có mặt nạ. Được chưa? Ctrl F là nó sẽ hiện hình. Có đúng không ạ? Hay là bây giờ chúng ta sẽ chơi cái kiểu là con đang có hình như này, chúng ta chọn chính vào cái này đi. Ctrl X. Tại vì sao ạ? Tại vì cái hình này nó là màu trắng. Có đúng không ạ? Thì khi màu trắng thì nó sẽ cho mặt nạ thì nó sẽ hiện thị, đúng không? Ctrl X chọn chính cái này, chúng ta chọn vào đây, tích đúp vào đây để có mặt nạ. Ctrl F thì lập tức là nó sẽ ra. Bạn nắm được chưa? Và chúng ta sẽ có một cái giải, cái hạt này đổi màu nó rất là dễ. Chúng ta có thể chọn là gradient như thế này thì nó cũng ra một cái màu của chúng ta. Bạn nắm được chưa? OK, nếu mà bạn không thích cái giá trị màu như này, được quyền chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào mặt nạ, nó tích vào mặt nạ. Bạn tích vào đây để thay đổi. Bạn thích kiểu gì cũng ra được đâu. Bạn thích có màu, thích nhiều màu, nó hoàn toàn nó làm được. Rồi, tích ra ngoài. Nắm được cái này chưa các bạn? Bạn muốn tạo ra màu gì cũng được. Ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng mặt nạ là bây giờ nó rất là thành thạo rồi. Được chưa? Các bạn, cái phần mặt nạ này các bạn đã nắm được chưa? OK. Tiếp theo. Vậy thì khi mà các bạn đã nắm được cái giá trị về phần mặt nạ rồi thì sẽ có một cái chiêu như sau. Tất nhiên chiêu này thì ở Photoshop nó cũng làm rất là tốt, nhưng Illustrator hoàn toàn nó sẽ làm được. Ví dụ mình sẽ vào Ctrl File, chúng ta chọn Blade.
À, mình sẽ lấy ra một cái hình, ví dụ là cái hình như thế này. Được chưa? Đây là một cái hình của mình. Sau khi có cái hình này xong thì mình muốn làm một cái chiêu của nó, thì thứ nhất là mình phải tách cái hình này ra khỏi nền. Mình dùng pen P, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây, kéo ra một xíu, tích vào đây. À, loại bỏ phần nền đi, chúng ta tích ạ. Trong giá trị về đồ hình của người thì bạn cố gắng đồ cho nó chuẩn nhá. Bạn đồ gãy thì ra nhìn nó bị gãy gấp khúc, nhìn nó rất là kỳ. Tích vào đây ạ. Rồi, phóng to lên một xíu để đồ cho nó chuẩn. Cắt cánh tay đòn đi. Ok, tích vào đây. Rồi, bạn tích vào đây cho mình. Tích vào đây. Rồi, tích sang đây. Tất nhiên cái hình này cấp độ nó cũng khá là dễ. Ok, chúng ta sẽ tích ở đây ạ. Rồi, sắp xong rồi. Ok, tích vào đây. Bạn tích vào đây để dứt lệnh. Được. Ok, và sau khi tích xong thì mình sẽ chọn vào đây để chúng ta sẽ có cái hình. Nếu bạn nào không cảm thấy không chắc chắn lắm, đổ cho mình một cái màu. Mình thì mình làm quen là không đổ màu cũng được mà. Chọn 1, chọn 2, chúng ta ấn Ctrl số 7 và tức nó cũng chưa có khung thôi. Được chưa? Bạn chọn cái khung có màu thì nó dễ. Cái thứ hai là chúng ta y ngắn, chúng ta sẽ chỉ vào đây để chúng ta sẽ có một cái màu cho cái tính chất sản phẩm. Mình sẽ kéo rộng cái này ra một xíu. Rồi, muốn làm được cái chiêu đó thì thứ nhất là mình đã có hình ảnh tách khỏi nền rồi. Cái chiêu thứ hai chúng ta sẽ chọn Ctrl C, Ctrl F và chúng ta sẽ nhân nghĩa là có chúng ta có hai cái. Mình sẽ kéo ra. Ví dụ mình kéo ra đây một xíu cho hình nó mình. Được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chơi một cái chiêu như sau. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta sẽ tích đúp vào đây để chúng ta sẽ biến mất cái hình này. Được chưa? Rồi, ở đây nó sẽ luôn luôn có một cái hình như thế này này, nhưng mà nó không hiển thị tại vì chúng ta đang dùng mặt nạ màu đen. Vậy thì quay trở lại, chúng ta đang ở ngoài. Chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình, ví dụ là bạn sẽ vẽ ra giữ shift, vẽ ra một cái hình này. Nhìn thấy hình chưa? Sau khi có hình xong thì mình sẽ đổ cho bạn một cái màu, ví dụ màu trắng. Đây, xóa đi, mình sẽ vẽ lại trên này cho bạn dễ nhìn. Đây là một cái màu. Ta chọn là màu trắng. Nắm được chưa? Rồi cái thứ hai mình sẽ giữ Freeman copy ra đây thì mình sẽ có một giá trị nữa, mình sẽ để nhỏ hơn. Nó một xíu. Mình sẽ để giá trị này là ví dụ 70%. Rồi giá trị thứ ba, mình sẽ giữ Freeman copy ra đây. Nhỏ lại 40%. Chúng ta có 3 giá trị. Chúng ta sẽ có 3 giá trị to, vừa, nhỏ và xa gần. Nắm được 3 giá trị này chưa? Rồi thì sau khi mà chúng ta có 3 giá trị này xong thì mình cũng sẽ chơi một cái chiêu như sau. Ví dụ là chúng ta sẽ, thứ nhất là bạn sẽ có thể đổi cho mình cái màu là màu đen. Được chưa? Xong mình sẽ chọn được brush này. Bạn tích vào đây và bạn chọn scatter brush. Đây là hệ thống bút ngẫu nhiên. Được chưa? Chúng ta ấn ok. Trong phần này thì mình sẽ chỉnh cái random, chỉnh ra random, chỉnh ra random và chỉnh ra random. Nhìn thấy chưa? Ok, mình sẽ ấn ok đã. Mình sẽ dùng pen này. Pen này chúng ta tích thử ra ngoài cho các bạn xem là nó sẽ có hiệu ứng như nào nhé. Shift X để có cái nét, chúng ta tích ra ngoài này thì nó có phải như này không ạ? Đấy. Rồi thì sau khi mà có như này xong thì mình bắt đầu tích đúp vào đây. Chúng ta điều chỉnh nhìn như này nó mới dễ. Đúng chưa? Chúng ta sẽ có to nhỏ. À, to quá, vừa phải thôi đấy, ví dụ như vậy. Cái thứ hai là khoảng cách, có xa có gần. Mình nhìn chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn là scatter, tức là độ xô lệch. Chúng ta có thể lên trên xuống dưới một xíu. Rồi tiếp theo độ xoay, mọi người sẽ cho mình xoay một ít. Đấy, ok. Sau khi làm xong mình nhận ok và chúng ta ấn apply, lập tức là chúng ta có một cái đầu theo đường nét như này. Thì tất nhiên là cái nét này nó sẽ áp dụng được cả trên brush của bạn vẽ, nó sẽ như này. Nhìn thấy chưa? Nó sẽ vẽ ra những cái chấm. Vậy thì mình sẽ dùng cái chiêu đó như thế nào? Mình ấn ở đây, mình ấn khóa, đúng không? Thì ở đây nó sẽ có cái hình. Bạn nhìn thấy cái hình chưa? P
Với đối cái hình này thì mình sẽ ấn vào cái công cụ về mặt nạ, chúng ta tích vào đây ô vuông bên này để chúng ta vào mặt nạ. Bỏ clip thì chắc chắn là nhìn thấy hình, chính xác chưa? Bây giờ mình sẽ dùng cái cụ B. Và mình sẽ dùng B mình vẽ ở đây thì có phải là nó hiện bút màu đen không? Bạn nhớ nhá, bút màu đen này. Và cái nét này là nét màu đen. Chính xác chưa? Thì nó sẽ mất hình. Không phải bạn chọc ở đây thì nó sẽ mất không ạ? Đấy, bạn vẽ ở đây thì nó sẽ ra rất nhiều những cái nét, nó sẽ có độ opacity khác nhau, đúng không? Thì nó sẽ tạo cái độ sâu của hình. Bạn nhìn thấy chưa? Mình cứ sẽ cắt sâu vào một xíu, tất nhiên đoạn này mình sẽ cắt. Mình cắt đi ạ. Thì trong quá trình mà mình cắt xong á, cái này á, thì nó sẽ có một cái chiêu như sau. Chúng ta cũng có thể là ấn vào Invert Mask và ấn Clip thì lập tức là nó sẽ nó đảo ngược lại. Bạn nhìn không? Nó sẽ hiển thị ra. Vậy thì bây giờ mình sẽ lọc bớt đi những cái giá trị mà chúng ta không cần thiết. Đôi khi là chúng ta chỉ cần thiết một vài những cái giá trị thôi. Đây, ví dụ vẽ lại cho các bạn nhé. Tôi có tất cả đi. B, chúng ta tích vào đây thì có phải là hiện ra không ạ? Chỉ sao chưa? Tích một lần này. Rồi, thứ hai là bạn đỉnh đầu bút nó nhỏ xuống. Thì có phải là những cái chấm này nó sẽ nhỏ xuống không ạ? Bạn nhìn tạo ra điểm vỡ chưa? Có phải là bây giờ nhá, những cái đoạn này nó đang gần không ạ? Thì có phải điểm vỡ nó to to không ạ? Bạn nhìn điểm vỡ to không ạ? Ok, chúng ta sẽ có những điểm vỡ to, bạn tích vào đây, tích vào đây. Cố gắng là đừng bao giờ để tích cái này nó bị nhiều quá, chúng ta lại tích vào đây, chúng ta điều chỉnh lại xoắn này. Ít thôi, được chưa? Để nó không hiển thị ra, ví dụ như đoạn này nó rất là xấu, chúng ta sẽ không tạo ra, không nhìn hình nó sẽ bị kỳ. Đấy, tích vào đây, tích vào đây. Bạn có thể để to nữa ra đi. Gần mà, gần thì chúng ta có những cái hình nó rất là to. Ctrl Z. Anh nhìn thấy chưa? Rồi ok, thì sau đầu xa nó sẽ là nhỏ đi, chúng ta sẽ chọn 0.25 chẳng hạn thế, hoặc là 0.5. Trước khi làm mình sẽ tích cho hình này một xíu, mình sẽ dùng chuột V mình kéo cho nó rộng ra, nó rác hình này ra, nó tạo cái độ vỡ, được chưa? Chúng ta lại chui vào trong, chúng ta làm tiếp. B, tích vào đây. Rồi chọn đây 0.25. Cắt chân Z lại, những đoạn nào bị lỗi chúng ta cắt chân Z lại. À, nó vẫn để là 1 này, để 0.25 nhá. Kết quả. Được chưa các bạn? Rồi tích vào B ạ. Tích vào đây ạ. 1 đúng không? Quét qua thằng này, chỉnh số 0.25. Cho nó nhỏ. Thì bạn công nhận một điều là có phải là gần nó to và càng xa nó càng nhỏ không ạ? Bạn tích nó vừa phải thôi nhá. Đoạn này nó sẽ bị hơi bị khó, này, khó chịu một tí này, chúng ta phải xóa bớt đi. Là đôi khi là không phải cứ tích nhiều vào nó là nó đẹp đâu. Và chúng ta phải chia từng mảng một, ví dụ trên này vỡ một ít này, giữa vỡ một ít này, dưới vỡ một ít này, nó mới đẹp được, không phải là cứ tích nhiều vào là nó đẹp đâu ạ. Vừa phải thôi, và chúng ta cũng phải có khoảng thở nhá, không phải cái gì nó cứ nhét vào là cũng hay đâu ạ. Đấy, bớt đi ạ, xóa bớt đi. Được chưa? Nó không đẹp là chúng ta nên xóa bớt đi và chúng ta lên B để điều chỉnh lại. Đấy. Tiếp tục bạn chọn 0.25. Rồi sau khi làm xong thì bạn cũng có thể dùng cái chiêu giả giả như bên ngoài vừa nãy mình làm, bạn tích hẳn ra ngoài, lập tức là chúng ta có cái hình. Bạn có thể dùng cái chiêu là chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình như thế này. Y ngắn chúng ta sẽ, bạn muốn làm cái này đẹp thì nên làm nhiều lớp nhá. Chúng ta tích đúc vào mặt nạ thì có phải là nó hiện ra như này không ạ? Bây giờ ta tích vào Invert Mask và chúng ta dùng B chúng ta tích thì có phải nó hiện ra cái miếng này không ạ? Bản chất là nó là cái này này, đúng không? Chúng ta vẽ thêm ra nhá. Đây là chúng ta đang vẽ thêm ra. Đây ạ. Và cái này mình sẽ để xuống 0.25 thôi. Bạn vẽ thêm ra. Đôi khi là giả chúng thật cũng giả, cái hình nó không được tới đâu. Nhưng chúng ta phải vẽ thêm ra thì nó mới đẹp được. Được chưa? Rồi B chúng ta tích vào đây, chúng ta chỉnh về 0.25. Và bạn vẽ thùng B chúng ta lại tích vào đây. Bạn hiểu cái cách làm chưa? Được chưa? Rồi thì sau khi mà có làm xong cái hiệu ứng bắt đầu tan vỡ rồi thì chúng ta sẽ có một cái giá trị nữa ở đây, đó chính là khi mà tan vỡ rồi thì những cái đường biên này nó sẽ phải mất đi, đúng không các bạn? Và muốn đường biên mất đi thì bạn sẽ phải thoát ra ngoài. Bạn nhìn cái này chưa? Đấy, bản chất mình vẽ thêm những cái này này, vẽ thêm đấy, đúng chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta chỉ quan tâm được cái hình này là hình gốc đây, đúng chưa? Đúng chưa? Thì có phải đường biên của hình này nó mất đi không ạ? Chúng ta lại tích đúp vào đây, ấn clip, ấn để bỏ clip đi thì chúng ta hiện thể thị hình. Bây giờ bạn dùng chuột B để cho bạn tích vào đây thì có phải nó mất không ạ?
Rồi, một nhá, một chọn nhanh, đấy mất chưa? Tích vào đây, nhìn thấy mất chưa? Mất nhiều quá đúng không? Chọn 0,25, 0,5. Tích vào đây, thấy mất chưa? Mất nhiều quá nhá, mất vừa phải thôi nhá. Nó lấn sâu vào đường biên là nó sẽ rất là xấu. Nhưng những cái đường biên này nó phải tách này. Và bạn cũng có thể là bạn sẽ chọn một cái đầu bút nó nhỏ nữa đi. Hoặc là bạn tạo ra một cái đầu bút khác, hiểu không ạ? Mình đang làm nhanh thôi nhá, bạn tạo một đầu bút khác cũng như này nhưng cái đầu bút đấy nó nhỏ thôi và cái độ xoay của nó, cái độ xô lệch của nó ít thôi, cái biên độ của nó ít thôi thì bạn sẽ làm cái này nó tốt. Những cái đường biên này này bạn nên tẩy nó đi này, tẩy đi thì nó sẽ đạt cái hiệu quả nó cao hơn. Đấy, chúng ta có thể di bút qua cũng được. Những cái đường biên này phải tẩy đi bằng được nhá. Đấy, bạn có thể điều chỉnh lại bên tức là đấy. Tất nhiên chiều này nếu mà bạn làm Photoshop thì nó rất là mịn, tại vì bút của Photoshop thì nó sẽ điều chỉnh linh động hơn cái bút này. Bạn nhìn chưa, sau khi làm xong chúng ta đã có một cái ứng hình nó đã vỡ đấy. Thì đây là một cái cách để mà chúng ta xử lý một cái ứng dụng nữa của Scatter Brush nhá. Và nếu như bạn làm cái bút này này, bạn nhìn cái bút này của mình nhá, đây là bút của mình đúng không, bạn muốn có chiều sâu hơn ấy, bạn muốn có chiều sâu hơn thì chúng ta phải tạo ra cái viền cho nó, Ctrl C Ctrl F này đó, thì sau đó bạn sẽ Shift X để chúng ta tạo thêm một cái viền, ví dụ cái viền này nó để khoảng 50% thôi thì nó sẽ có độ opacity, bạn nhìn không, đưa cái bút này vào nó sẽ có độ opacity và theo cái khối, nó là có cái khối. Và nếu mà bạn muốn là cái này nó sẽ có khối hơn nữa thì chúng ta sẽ có một chiêu sau, chúng ta có chiêu như sau. Ví dụ mình sẽ giữ Freeman, mình copy cái nền này xuống đây rồi mình chọn file, chúng ta sẽ chọn vào palette. Trong palette này thì mình sẽ lấy một cái hình, ví dụ hình như này đấy, nhìn thấy hình chưa, mình để hình to luôn lên đi. Đấy, thì lại muốn làm chiều đấy thì chúng ta lại đổ cái hình của người tiếp. P. Rồi, tích vào đây. Vừa nãy là chúng ta làm cấp độ 1 đúng không? Cấp độ phẳng đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm cấp độ, nó sẽ có khối như kiểu 3D. Muốn làm được thì nó cũng không khó. Tích vào đây. Rồi, tích vào đây. Này mình sẽ đồ khá là nhanh thôi, có thể chúng ta sẽ bỏ qua một vài phần tóc, nó hơi khó quá nhưng bỏ qua cũng được, thì nội dung chính của chúng ta thì không phải nằm ở phần tóc mà nằm ở cái phần khác. Nhưng mà mình vẫn phải đồ một xíu cho nó có cái độ bồng bềnh của tóc đúng không. Được, được, ok, hoàn toàn được. Tí nữa thì chúng ta sẽ có cái ví dụ của bên Photoshop luôn cho bạn sẽ thắc mắc, giải thích cái thắc mắc của bạn nhé. Được chưa? Ok. Quan trọng bây giờ bạn muốn làm gì thôi, chứ còn bây giờ những cái này thì thực sự là nó không khó với mình. Quan trọng là bạn muốn làm thế nào. Rồi, tích vào đây. Tích vào đây. Bạn có thích học vẽ không ạ? Buổi sau chúng ta lại vẽ, vẽ nhân vật hoạt hình. Thích học vẽ không ạ? Hay đúng không? Hay không? Ok, thích thì buổi sau chúng ta sẽ vẽ nhân vật hoạt hình thôi, có gì đâu ạ? Vẽ nhân vật đây. Nhưng mà trên đây thì mình chỉ thể hiện cho các bạn là công cụ vẽ như thế nào.
Còn cái triển khai cái hoạt hình hay không thì nó lại phải do nhất là đội ngũ sản xuất, cái thứ hai là nó lại phải ý tưởng của các bạn để vẽ ra một con hoạt hình đấy nữa. Và muốn vẽ được cái con hoạt hình đấy thì bắt buộc các bạn phải vẽ trước ra tay ra nhá, ra giấy rồi thì nó mới triển khai được. Cái thứ hai là chúng ta vào đây chúng ta họa nó thành một con nhân vật 3D đấy, nó sẽ giả 3D thôi chứ nó không đến nỗi được không được bao nhiêu 3D đâu. Muốn 3D thì bạn phải có những cái công cụ phần mềm 3D thì chuyên nghiệp để bạn làm. Nhưng mà những cái đấy thì bạn hoàn toàn là bạn có thể họa theo 2D, 2.5D và bạn có thể vào After Effects để bạn làm thêm chuyển động cho nó nữa thì hoàn toàn nó rất là hay, rất là giá trị. Nhìn chưa? Ok, chúng ta sẽ cắt qua. Và nhìn nó hơi buồn cười một xíu đúng không ạ? Okay. Có gì chúng ta không nhìn thấy đi. Rồi. Đây làm xong thì chúng ta tích vào đây. Bạn chọn cho mình một cái màu đúng chưa ạ? Rồi chọn 1, chọn 2, quét qua tất cả, chúng ta ấn Ctrl số 7 thì lập tức là bạn sẽ cắt được cái hình này ra, được chưa? À, rồi chọn 1 này, chọn 2 này, Ctrl số 7. Rồi mình sẽ có cái hình thằng người nó như thế này. Rồi sau khi có hình thằng người xong thì mình cũng sẽ chiêu cái chiêu như vừa rồi. Thì lần này mình sẽ có một cái hình sau đây, mình sẽ vẽ ra hình polygon. Ví dụ đây là cái hình polygon của các bạn. À, trong quá trình mình vẽ này mình vẫn giữ chuột trái thì nó vẫn chưa thành hình, được chưa? Đó, bạn xoay cái góc độ bất kỳ thì mình ấn mũi tên xuống thì nó sẽ trừ một cạnh, trừ một thì nó sẽ thành hình tam giác. Rồi giữ shift để nó thành cái hình tam giác đều. Chúng ta có một hình đầu tiên và bạn để cho mình cái màu là màu như này, ví dụ như vậy đi. Rồi Ctrl C, Ctrl F và chúng ta sẽ giữ phím shift và giữ phím an thì nó sẽ co vào đồng tâm. Như bạn nhìn thấy sẽ có cái hình thứ hai, nó sẽ thu nhỏ một xíu. Quét qua cả hai hình, giữ shift, chọn công cụ shift M, giữ phím an, tích một phát ở giữa thì nó sẽ thủng. Được chưa bạn? Rồi, mình sẽ để cái màu như này cho các bạn dễ nhìn. Sau khi làm xong mình sẽ chơi cho bạn một cái hiệu ứng như sau. Chúng ta vào Effect, chúng ta vào 3D, chúng ta sẽ chọn vào Extrude and Bevel. Ok, chúng ta sẽ làm ứng 3D. Preview để xem trước thì nó sẽ... Rồi, cháu cảm ơn bác. Bạn nhìn nhá, nhìn này, đây là một hình 2D đúng không ạ? Chúng ta chọn Effect này, 3D, Extrude and Bevel thì nó sẽ preview, nó sẽ ra một cái hình khối 3D. Và bạn sẽ giảm cái độ, ở đây thì nó sẽ có những cái độ sau đây, ví dụ như cái độ extrude depth. Đây là góc độ rồi, bạn có thể xoay một cái góc bất kỳ. Đấy, bạn nhìn cái góc chưa? Ok, thì sau khi bạn xoay xong góc thì bạn có thể giảm cái này xuống một xíu để cho cái này nó nhìn cho nó cân đối. Bạn nhìn thấy cân đối chưa? Mình có thể xoay xoay một xíu như này. Bạn thích xoay nào bạn xoay, hoặc không để hình gốc nó khá là đẹp rồi. Đấy, ví dụ đây là hình mình chọn là mình nhấn ok. Theo tức mình đã có một cái hình 3D. Sau khi có hình 3D xong thì mình muốn biến cái hình này thành 2D để làm gì ạ? Để mình có những cái mặt phẳng như này để mình đổi màu. Quét qua, mình chọn vào Object, chọn vào Expand Appearance thì lập tức là nó sẽ trở thành một cái hình phẳng. Chúng ta chọn một cái hình này có phải là bạn sẽ đổ cho mình một cái màu là màu tối không ạ? Đúng không? Đoạn này thì mình sẽ đổ màu sáng không ạ? Đoạn này mình sẽ đổ màu trung gian không ạ? Thì chúng ta lại có một cái miếng như thế này. Rồi, tiếp theo, sau khi có miếng này xong mình giữ phím an, chúng ta sẽ copy ra. À, cái miếng màu này nó hơi nặng, mình sẽ giảm xuống một xíu. Nó vừa phải thôi. Nhìn thấy chưa? Nó sẽ đỡ nặng hơn. Rồi, cho sáng hơn ạ. Rồi, sau khi làm xong thì mình đã có một cấp độ, mình sẽ giữ phím an, copy ra đây và xoay nó đi một xíu cho nó nhỏ lại. Chúng ta có cấp độ thứ hai. Bạn nhìn cấp độ thứ hai chưa? Và cấp độ thứ ba thì mình sẽ kép qua và mình sẽ phóng to ra, xoay một xíu, chúng ta có cấp độ thứ ba. To vừa nhỏ xa gần. Chọn 1, chọn 2, chọn 3. Rồi. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn vào brush, chúng ta sẽ tích vào đây chọn scatter brush là công cụ bút ngẫu nhiên. Cho nhỏ lại một xíu nhá, tí nữa chỉnh nét cho đỡ khổ. Rồi, ok. Thế nào tại sao lại phải cho nhỏ ạ? Tại vì khi mà nhỏ này, bạn để 1 này thì nó vừa bằng cái này luôn. Được chưa? Mặc định khi bạn vẽ ra nó là tính là 1 luôn, nên bạn cho như này là tính là 1. Rồi ấn vào đây, chọn vào scatter. Được chưa? Nó sẽ ra. Ấn cứ ấn ok đi đã. Thì bây giờ mình sẽ xóa cái này đi, hoặc không mình để tạo ra một góc. Bạn dùng B này. Vẽ ra thì nó ra như này. Đấy. Rồi sau khi làm xong thì mình sẽ tích vào đây, mình sẽ bắt đầu preview. Chọn random. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn spacing.
Vừa phải thôi. Tiếp theo bạn chọn scatter cũng vừa phải thôi. Tiếp theo bạn chọn rotation, chúng ta sẽ chỉnh một xíu cho nó xoay. Rồi sau khi làm xong thì mình sẽ ấn OK và chúng ta apply, lập tức thì chúng ta có một cái dãy nét bút thế này. Các bạn nhìn thấy chưa? Tích vào, tích vào. Rồi thì đối với cái nét bút như này thì mình sẽ lại chơi một cái chiêu như sau. Mình sẽ chọn vào hình thằng người, đúng chưa các bạn? Sau khi có hình thằng người xong thì mình sẽ tích vào. Thứ nhất ấy, trước khi cho vào người mình sẽ ấn B một lần để pick cho mình đúng vị trí nó như nào á. Tích một chấm này này, mình cho B một phát để xem ạ, để xem cái này nó nằm ở đâu. Đấy, sau khi có xong mình Ctrl X chọn vào hình thằng người. Rồi, tích vào ô vuông này ạ, Ctrl F có phải nó hiện ra không ạ? Mà nhìn chưa? Còn bây giờ mình sẽ ấn B, tích vào đây, tích vào đây. Sẽ là cái khối của thằng người. Đấy, thằng người tạo bởi những cái khối. Muốn cái này đẹp thì bạn phải Ctrl Z và bạn tích nhiều lần để sao nó ra được cái khối nó đẹp nhất có thể, bạn hiểu chưa? Ví dụ là cái khối như này nó đẹp này. À, sau khi tích xong bạn giảm 0.25, 0.5. Đấy, tay của nó, trong tay nó sẽ rất là nhiều những cái hình khác nhau. Đấy, bạn có thể tích như đấy. Nhìn thấy chưa? Ok, cho nó to lên một xíu, có thể là hai đi chẳng hạn, cái phần nào thì hai nó lại to hơn thì nó sẽ hay hơn, thậm chí là 4. Các xem xét lại nhiều quá đúng không, nó sẽ mất đi cái phần hay của thằng người đấy, ví dụ như này. Và ở đây thì nó sẽ có những cái phần như sau. Thứ nhất là mắt mũi, thì mong muốn nhìn rõ hơn thì bạn có thể dùng pen p tích vào đây một điểm, chúng ta kéo vào đây một điểm, kéo vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây. Sau khi làm xong thì bạn sẽ chọn vào shift x để nó sẽ thành cái mặt. Có vẻ màu trắng là hiện hình đúng không ạ? Cứng đúng không? Chỗ này cứng đúng không? Chọn vào Effect, chọn vào Blur, chọn vào Gaussian Blur để làm nhòe cái đường biên ra. Đấy. Được chưa? Bạn nhìn chưa? Lập tức là cái phần này nó rõ. Đúng chưa? Rồi ok. Tiếp theo cái đoạn cần tay này mình muốn là đấm là ra một cái lực của nó thì có phải là bạn sẽ chọn vào Pen. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Tiếp tục chúng ta chọn cái chiều như thế. Được chưa? Y ngắn chúng ta chỉ vào đây, có phải lấy màu ở đây không, là màu trắng không ạ? Đây là màu trắng mà chúng ta ở trong mặt nạ. Chọn vào Effect, chọn vào Apply Gaussian Blur. Ví dụ là như thế thì nó sẽ mềm tay ra một xíu. Bạn nhìn thấy mềm chưa? Mềm chưa? Đấy, để nó hiện hình cái tay. Rõ chưa? Được chưa? Và trong quá trình mình làm thì đôi khi là mình muốn là thằng người này đấm xong thì nó sẽ vỡ ra một vài những cái giá trị. Đấy, Ctrl Y nhá, để bạn nhìn thấy có sẽ có rất là nhiều những cái hạt chấm. Ctrl Y Ctrl A. Đây bạn nhìn nhiều chấm chưa? Thì chúng ta có thể là chỉnh bớt những cái hạt chấm này đi. Ví dụ nó sẽ bị mình muốn đoạn này nó phải thủng thủng cơ. Đấy. Nó phải thủng thủng một ít thì nhìn nó sẽ hay hơn. Đấy, đúng không ạ? Và mình muốn là có khi thằng này đấm ra một cái tường ở đấy hay đấm vào một cái gì đó là nó sẽ vỡ, người nó sẽ vỡ ra từng mảng một, đúng không ạ? Muốn vỡ ra từng mảng một thì chúng ta phát ra ngoài. Rồi bây giờ bạn muốn vỡ theo cái hình tóc không ạ? Chúng ta vẽ ra một cái hình chữ nhật. Y ngắn chúng ta chỉ thẳng vào cái màu là màu này, nhìn chưa? Đây, y ngắn vào đây, đúng chưa? Đây, ok. Rồi, chọn vào cái hình này ạ. Chọn vào nó. Kéo to ra một xíu, chọn vào nó này. Mình lại chọn là B, đúng chưa? Trong B mình tích thì có phải là nó sẽ hiển thị ra không ạ? Tích vào đây ạ. Tích vào đây ạ. Đúng chưa? Tích vào đây một phát này. Tích vào đây ạ, cho nó nhỏ lại. 0.5. B tích vào đây. B tích vào đây, B tích vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái nét này nó xuống 0.25. Được chưa? Đúng cái kiểu của nó chưa? Vẽ nét trong nét ngoài bằng cái này nó rất là đẹp. Được chưa? Và tiếp theo đoạn này muốn vỡ nữa không ạ? Vỡ phần da. Thích ra ngoài tiếp, bạn lại vẽ cho mình một cái hình chữ nhật thứ hai. Vẽ như này. Y ngắn chúng ta chỉ vào đây. Nhìn thấy chưa? À đây chưa được, lấy màu hẳn sáng lên cho các bạn dễ nhìn. Tích đúp vào đây, rồi lại dùng B tiếp tục tích vào đây một nhát. Tích vào đây, được chưa? Ok, cho nhỏ lại.
điều chỉnh cho nó xuống thì đấy, ok. B thứ hai. Anh nhìn thấy chưa? À, chúng ta có kiểu tiếp tục muốn tiếp tục nó vỡ ở đoạn này đó, nó vỡ từ cái tay nó vỡ xuống, đúng không ạ? Lại vẽ là M. Vẽ là như thế này. Y ngắn chúng ta lại chỉ vào cái phần đúng màu da của đoạn đó, ví dụ là màu như thế này. Cao hơn một xíu đi. Đây. À đây bị trùng màu rồi. Ok chưa? Sau khi làm xong mình lại tích vào đây. B. Tích vào đây một phát. Rồi, tích thẳng vào cái này ạ. Nhìn chưa? Rồi cái hình này ạ. Chọn A, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, kéo rộng ra một xíu cho nó cái khung nó rộng ra. Cái thứ hai là màu của nó chưa đủ sáng, tích vào màu. Nhìn sáng hơn chưa? Đây, sáng như này là chuẩn đấy. Thì trong cái hình này mình lại tích vào đây, mình điều chỉnh tiếp. Đỏ sáng bớt đi. To quá, B. Anh nhìn chưa? Sau khi mà làm xong thì cũng có một cái hình đồ họa, mà hệ thống đồ họa nó cũng rất là hay. Nó sẽ là một cái ngẫu nhiên và vừa trong vừa ngoài. Bạn nắm được cái chưa? Cái này chưa? Cái này là vừa trong vừa ngoài. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh cái này trầm hơn một xíu, nó sẽ ra cái chất. Đấy. Và tiếp theo khi mà đấm cái này thì Photoshop nó cũng làm được thôi, nhưng mà khi mà Illust làm ấy thì nó cũng có thể làm được một cái chiêu như sau. Cái hòa trộn trong cái Illust, ví dụ bạn tích pen, bạn tích vào đây một điểm, bạn tích vào đây một điểm, bạn tích vào đây một điểm. Bạn nhìn chưa? Sau khi tích xong mình nhấn Shift X và mình sẽ chọn cho nó một cái nét. Đây, bạn chọn cái nét cong, nhìn cong chưa? Sau khi cong xong thì bạn đẩy cái giá trị này cao lên một tí thì mình sẽ có một cái này như này. Đấy, đúng rồi, trưởng đúng không ạ? À, bạn biết Street Fighter không? Đấy, ok, đây là một cái đúng không? Thì sau khi có cái này xong bạn có thể chọn Effect, chọn Blur, chọn Gaussian Blur. Đấy, nhìn chưa? Trưởng luôn, vẽ trưởng trên Illust được không ạ? Được đúng không? Làm được hết. Bạn có ý tưởng hay không thôi, chứ còn chúng ta hoàn toàn làm được. Kéo rộng ra một xíu. Đấy, ví dụ là như thế. Sẽ có nhiều cái lớp khác nhau, ví dụ là to dần đúng không ạ? Đấy, kiểu thế đúng không? Xong nó sẽ có một cái lớp ở đây nữa này. Đó. Ví dụ như thế đi, sau khi làm xong muốn cái này nó ra cái hiệu ứng của nó ấy, chúng ta phải quét qua giữ Shift. Đợi Ctrl Y nhá, chọn 1 này, chọn 2 này, chọn 3 này, chọn 4 này. Được chưa? Chúng ta sẽ Ctrl G. Ctrl G là group. Rồi, đặt ra ngoài này cho nó dễ chọn này. Quét qua này. Chọn một cái giá trị là màu đen. Màu đen này nó sẽ như thế này, nó sẽ tốt này, 100. 100. Ví dụ như thế chúng ta ok, lập tức chúng ta có màu đen. Và căn trung hoặc vuông bên tay trái cho nó sử dụng dưới tất cả. Bản chất một cái giá trị hòa trộn tốt thì nó phải có một cái màu đen ở dưới. Nếu bạn muốn áp dụng giá trị hòa trộn về làm sáng ảnh, Ctrl G để group lại. Sau khi làm xong mình chọn 1, chọn 2, chúng ta chọn là giá trị về color dot. Nó sẽ có một cái rất là sáng nó hiện ra. Được chưa? Sáng chưa? Đấy. Và các bạn có thể vẽ thêm một cái tròn tròn nữa vào đây nữa cho nó mờ. Được chưa? Nó sẽ tạo ra một cái tia. Đó, ví dụ là vậy. Hoàn toàn là cái này nó sẽ mang được cái giá trị của Photoshop sang, và đặc biệt là nó phải dùng trên lượng màu RGB nhá. Nhớ nhá, RGB thì màu nó mới được như này, chứ còn CMYK thì màu nó không được như này đâu nhá. Thì đây là một cái hướng để các bạn có thể là suy nghĩ để chúng ta có thể làm. Đó. Ok. Được chưa? Thì thêm một cái giá trị nữa ở trong cái phần này, ví dụ mình sẽ chọn một hình này. Đó, hình này. Giữ phim an, chúng ta copy xuống. Thì đối với cái hình như thế này thì mình sẽ chọn vào đây, vậy chúng ta sẽ chọn vào mặt nạ, xóa hết đi. Ấn Release để chúng ta chỉ có một cái hình như này thôi. Đó, thì trong cái hình như này thì mình sẽ có một cái công cụ biến dạng về hình như sau. Mình sẽ chọn vào Polygon. Tôi sẽ vẽ qua, ấn mũi tên lên thì có phải nó trở về hình góc 6 cạnh không ạ? Rồi, chúng ta xoay như một cái góc dọc xuống và đổ cho nó một cái màu là màu trắng cho các bạn dễ hình dung. Nhìn thấy cái này chưa?
Sau khi có cái này xong mình sẽ lại áp dụng cái effect cho nó. Chúng ta chọn effect, chúng ta chọn vào distort and transform và chúng ta sẽ chọn vào plug and bloat. Đây là một cái tính năng là giúp cho cái hình này nó sẽ biến ra cái dạng như kiểu như thế này. Bẻ cong góc. À, ví dụ để 50%, ví dụ thế đi. Nhá, nó sẽ nằm ở phần effect này. Bạn chọn vào distort và transform và chúng ta sẽ chọn giá trị thứ hai. Blocker and bloat. Đấy, mình sẽ để 7 sang giá trị bên phải khoảng 50%. Được chưa? Đây. Đấy, hình gốc như này. Chúng ta đẩy sang đây 50%. Tất nhiên bạn đẩy ngược lại thì nó sẽ nhọn. Bạn muốn làm cái tia sao sao như lúc đầu bạn hỏi mình chưa? Ừ. Ờ đây này. Là nó đấy. Bạn blur đi có phải nó ra không ạ? Rồi ok. Đấy, được chưa? Mình sẽ xoay cái này ra một xíu. Đấy, ví dụ như này. Thế sau khi làm xong thì mình cũng có quyền là mình sẽ chọn vào đây nó vẫn tồn tại với dạng là hình lục giác. Nên mình muốn là chỉ lấy được cái hình hoa này. Mình sẽ chọn vào object này. Chúng ta sẽ chọn vào expand appearance, nó chính là biến phá hủy cái effect của cái hình áp dụng lên nó để trở thành một cái vector. Ví dụ ấn vào đây thì đây là chính là một vector. Được chưa? Đây là một khối vector. Đấy. Rồi. Thì đối với cái khối này thì nó sẽ có những cái chiêu như sau. Áp dụng chiêu. Chúng ta sẽ giữ phím Alt copy ra đây một cái tựa, chúng ta sẽ cho nhỏ lại một xíu để giá trị này là khoảng 50%. Ví dụ thế. Rồi, chúng ta lại giữ phím Alt copy ra đây để một giá trị nữa nhỏ hơn nữa. 20%. Được chưa? Cái này mình cũng không để 100% đâu, mình để 80% thôi. Rồi, chọn 1, chọn 2, chọn 3. Chúng ta chọn Ctrl G để group nó lại cho nó dễ. Được chưa? Rồi, ấn vào Brush, chúng ta lại chọn là Scatter Brush. Hôm nay chúng ta chỉ học với bút ngẫu nhiên thôi. Ấn OK. Rồi, mình ấn Pen, chúng ta lại vẽ thử một cái đường ra cho các bạn nhìn trước nhá. Sibing. Ấn vào đây, bạn nhìn ra cái này chưa? Bạn thích nước xả vải không ạ? Nó ra cái này đúng không ạ? Bạn thích vẽ nhiều hoa không? Nước xả vải không ạ? Vẽ phát ra luôn. Có đúng không? Đấy, thì nó ra hình. Rồi, thì sau khi có hình xong mình có quyền để click tiếp ở đây không ạ? Chúng ta lại chơi cái trò như vừa nãy thôi. Lần này mình không để rotation nữa nhá. Mình để size to nhỏ một xíu thôi. Rồi, ok. Khoảng cách thay đổi một xíu. Rồi. Độ sâu lệch cũng sẽ thay đổi một xíu. Đấy, ok. Thì chúng ta đã có cái giá trị này. Cái này. Rồi, bây giờ không cần cái này nữa, mình sẽ tích vào chính thằng người. Nhìn thằng người chưa? Rồi, chọn là mặt nạ. B, chúng ta tích vào đây một phát thì có phải hiện hình không ạ? Tích vào đây một phát thứ hai, tích vào đây một phát thứ ba. Nét thì to quá, mình sẽ cho cái nét đấy nó nhỏ lại, nó 0.5. Đấy, vừa phải thôi. Đôi khi mà mình có những cái nét rồi thì mình hoàn toàn lại được cầm quyền điều chỉnh cái nét này sao bên này. Đấy, ví dụ mình muốn đoạn này nó rõ hơn, tích vào đây kéo sang đây, tích vào đây kéo sang đây. Bạn nhìn chưa? Thì cái này nó sẽ ăn theo cái độ opacity của nhân vật. Nhìn chưa? Opacity nó sẽ có xa có gần, nhìn những cái này nó sẽ có chiều sâu, nó có phần bên trong. Và nếu như bạn nào bạn dùng pen bạn vẽ những cái phần bên trong, bạn biết cái chiêu cắt hình thằng người không ạ? Ví dụ chúng ta sẽ mở ra phần về bài tập tham khảo cho bạn xem. Bạn nhớ hình cái dây không ạ? Nhớ hình cái dây không ạ? Đây, chúng ta xem một tí. Đây cũng là một cái chiêu. Ví dụ như bạn nhìn hình này thì nó rất là có một cái gì đấy nó nhìn nó không ổn cho lắm. Nhưng mà khi mà bạn quảng cáo cho một cái hãng, ví dụ như là đây là một hình thằng người đi, nó rất là khỏe khoắn, nó chạy. Bạn cắt cái hình này và bạn lồng máy vào trong ấy. Lồng một cái máy móc vào trong ấy, bạn quảng cáo cho hãng dầu nhờn có phải là nó ổn hơn không ạ? Mà hiểu mình không ạ? Thì đây là có phải những cái đường này bạn pen lại không ạ? Đúng không? Có phải giống cái bài về cái giày mình hướng dẫn các bạn được không ạ? Thì đấy bản thân là trong này mình sẽ lồng ra, chẳng hạn lồng hoa, lồng hủ trong này mình lồng vào không được. Được chưa? Đôi khi bạn làm những cái sản phẩm này đâu không phải là đẹp đâu, mà nó là ấn tượng. Đúng không ạ? Và ấn tượng thì đôi khi là nó lại giết chết cái khách hàng, giết chết người nhìn ở cái đoạn đó. Chưa chắc là đẹp, người ta nhìn người ta phải ngồi nghĩ tại sao nó lại như thế.
nó đẹp ở điểm nào, người ta lại ngủ, người ta nghĩ đấy, đúng không ạ? Thì đây là một cái hướng để chúng ta có thể làm, chỉ tương tự ở đây thôi, có phải ở đây mình cũng sẽ có cái độ xa gần, đúng không ạ? Thì có một cái chiêu thực ra là trước người ta cũng hay có cái chiêu này, bây giờ thì mình không dám chắc là người ta còn sử dụng không, nhưng mà ở trong cái phần về giá trị về làm tạp chí chẳng hạn thì người ta cũng có. Ví dụ chúng ta tích ở đây, ví dụ người ta có hình như này, xong người ta tự chọn cái đồ là brush. Brush ở đây thì mình sẽ chọn một cái brush mặc định này, basic này, basic điểm gì ạ, mình vẽ phát ra đường thẳng, đúng không ạ? Đây mình chỉ chọn cái này thôi, bạn nhìn chưa, đây mình công cụ n nhá. N là gì ạ, công cụ về n ạ, mình thoát ra ngoài này, n nó là cái công cụ về bút chì. Ví dụ bạn vẽ như này thì nó sẽ ra một cái nét, chọn màu đen nhá, bạn nhìn cái nét chưa, n là công cụ về vẽ bút chì, nó sẽ không được làm tròn công cụ brush. Bạn vẽ brush thì bao giờ nó cũng sẽ tròn hơn. Chọn vào đây ạ, nhìn thấy nét đâu ạ, vẽ brush thì bao giờ nó cũng sẽ tròn hơn đấy, còn vẽ bằng bút chì thì nó sẽ như này. Thì bạn có thể sử dụng một trong hai cái chiêu cũng được, vẽ bằng bút chì hay vẽ bằng brush đều được, thì bạn có thể áp dụng vào đây. Chọn tắt cái này đi nhá, rồi chọn vào đây ạ, chọn vào mặt nạ, chui vào mặt nạ để vẽ. Mặt nạ này mình sẽ dùng cái công cụ là bút brush này đấy, bạn có thể vẽ. À, cái nét này to quá đúng không, và cái thứ hai là nét này nó màu đen, chúng ta chọn sang nét màu trắng. Tiếp tục chọn vào đây ạ, nét to quá chúng ta chỉ 0.25, vẫn to. À, nét này đang ngột, chúng ta chỉnh về 0.25. rồi bây giờ mình dùng brush mình vẽ, ví dụ ở từ đây cho đến đây mình sẽ vẽ cái tương này, được chưa, 0.5 vẫn to quá, bạn tính là 0.1 đấy, được chưa, thì mình có một cái nét rồi. Tiếp tục b, cầm, ví dụ bạn có thể cầm cái này bạn vẽ là vẽ ra như cái nét chưa. Tiếp tục vẽ, tất nhiên là mình vẽ bằng chuột thì nó sẽ không được ổn cho lắm, mà chúng ta phải có tất nhiên mà có Wacom thì vẽ nó đẹp hơn đúng không ạ, đương nhiên rồi, tại vì Wacom thứ nhất là nó cua được theo cái giá trị vector của bạn đấy, được chưa, nhìn có kiểu như này chưa. Rồi tiếp tục vẽ đấy, tạo ra những cái đường nét, vẽ tiếp. Đôi khi là những cái này không, chưa chắc đã đẹp đâu, nhưng mà nó là lạ, độc lạ đúng không, đấy ví dụ như thế, nhìn thấy chưa, nó sẽ ăn theo cái giá trị về góc độ đấy. Bản thân là cái hình này nó đã có sắc độ rồi mà, và mình vẽ thêm thôi, thì nó sẽ tạo ra những cái đường rất là nhìn rất là hấp dẫn. Nếu bạn nào cảm thấy vẽ brush không quen thì bạn có thể dùng pen bạn đồ lên, có đúng không, đồ pen thì những cái đường cong này của bạn nó rất là xuất sắc. Nhìn thấy chưa? Ok, đoạn này mình có thể nối từ đây, nối ra đây không ạ? Đây, nối đây. Đây, nối đây không ạ? Rồi, bạn không thích thì bạn có thể để cái opacity này nó thấp hơn để gì ạ? Chúng ta sẽ đổi những cái bên trong, nó sẽ tạo cảm giác xa gần. Được chưa? Bên trong nó sẽ mờ hơn. Đấy. Ví dụ như thế. Có thể đan chéo những cái đường này vào. Nhìn chưa? Ok, từ 100% opacity chắc chắn là nó sẽ rõ. Đấy. Ở trong cái này thì ngoài việc bạn có thể dùng nét ấy, thì chúng ta cũng có thể là dùng cái hình tròn, ví dụ là chúng ta dùng hình về ellipse tool. Đấy, ellipse chúng ta vẽ ra thì nó phải là ra cái nét đúng không ạ? Đẩy cái nét này cao lên một xíu, ví dụ 0.5. Nhìn cái nét chưa? 0.5, đặt vào đấy. Như Freeman chúng ta copy ra đây. Rồi, chọn đây. Ctrl D, giữ phím A chúng ta copy ra đây. Còn nhiều ạ, nó sẽ mang một cái giá trị về đồ họa. Đấy, ví dụ có thể là cầm copy ra đây. Xong bắt đầu lại dùng brush, bạn vẽ tiếp. Đây, B. Rồi, chọn vào đây,
Chọn nào. Đây. 0.1 ạ. Đói bế bơ rớt. Nắm được cái này chưa? Thì đây cũng là một cái phương án để mà chúng ta tạo ra được những cái sản phẩm đồ họa nhìn cho nó rất là chất lượng như thế này. Đó. Cái này có thể làm được cái gì? Chúng ta có thể quảng cáo cho thời trang đúng không? Ví dụ như cái thời trang mà mình muốn quảng cáo cho những cái cô gái rất là xinh, cô gái mặc cái đồ lót chẳng hạn, là mặc cái quần áo, thì bây giờ chúng ta sẽ cắt cái người của cô gái đi và chúng ta đồ vào những cái giá trị như này, thì có phải nó tôn lên được những cái giá trị sản phẩm này đúng không ạ? Bạn hiểu không ạ? À, những cái giá trị mà chỉ còn mình chỉ nhìn cái phần đấy thôi, và những phần da thịt thì mình sẽ biến thành những cái đường nét, những cái đường sợi này. Đấy thì nhìn nó rất là hay. Nắm được chưa? Thì đây đó chính là một cái những cái giá trị của scatter brush trong phần thiết kế. Đấy, rất là cái phần thiết kế đã có thêm rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau.